Trên thế giới, ông Putin phê chuẩn sửa đổi luật bầu cử Tổng thống Nga. Ông Tập Cận Bình tới Mỹ dự APEC. Mỹ, xe tải đâm xe buýt chở học sinh khiến hơn 20 người thương vong. Trực thăng Nhật diễn tập đẩy lùi quân xâm lược trên đảo. Tại Việt Nam, sông Hương vượt đỉnh lũ, người dân Huế cầu cứu lên mạng xã hội. Đà Nẵng chuyển 80 hectare diện tích đất rừng sang dự án du lịch, nghỉ dưỡng. Những giấy tờ cần mang khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tiền Giang phát hiện 15 cụm dịch tả lợn châu Phi, thương lái tranh mua lúa với giá cao. Hi ho, xin kính chào quý vị. Rất vui được tiếp tục gặp lại quý vị trong chương trình tối nay, ngày 15 tháng 11. Chúc quý vị buổi tối an lành và hạnh phúc. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết về các diễn biến mới nhất trên thế giới. Ông Putin phê chuẩn sửa đổi luật bầu cử Tổng thống Nga. Tờ AP đưa tin, theo luật về bầu cử Tổng thống vừa được cập nhật, Ủy ban bầu cử Trung ương Nga CEC sẽ có thể tổ chức bầu cử ở những vùng đang trong tình trạng thiết quân luật sau khi tham khảo ý kiến của các cơ quan khác. Các thay đổi mới bao gồm cấm các nhà báo chưa đăng ký quay phim tại các điểm bỏ phiếu nằm trong các cơ sở quân sự và cấm họ tham dự vào các phiên họp của CEC. Việc sửa đổi được Thượng viện Nga thông qua vào ngày 8 tháng 11. Cuộc bầu cử Tổng thống Nga dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 3 năm 2024. Ông Putin hiện vẫn chưa đưa ra thông báo nào về việc sẽ tái tranh cử nhiệm kỳ Tổng thống lần thứ 5. Và người đứng đầu nước Nga hiện nay đã 4 lần đắc cử Tổng thống Nga và có đủ điều kiện để tranh cử thêm 2 nhiệm kỳ nữa do những sửa đổi hiến pháp sau cuộc trưng cầu dân Ý vào năm 2020. Ông Tập Cận Bình tới Mỹ dự APEC. Ngày 15 tháng 11, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đến Mỹ để tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, APEC. Ông Tập và Tổng thống Joe Biden đã có cuộc hội đàm trực tiếp tại San Francisco vào cuối ngày. Và đây là chuyến đi đầu tiên của ông Tập tới Mỹ kể từ năm 2017 và cũng là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên của hai nhà lãnh đạo kể từ tháng 11 năm ngoái. Tổng thống Biden cho biết rằng, chúng tôi không cố gắng tách rời khỏi Trung Quốc. Những gì chúng tôi đang cố gắng làm là thay đổi mối quan hệ theo hướng tốt đẹp hơn. Những bình luận trước hội nghị thượng đỉnh cho thấy, các nhà đàm phán ở Washington và Bắc Kinh đang tìm kiếm những lĩnh vực mà họ có thể dễ dàng tìm thấy điểm chung hơn, chẳng hạn như là về chính sách môi trường. Trong một tuyên bố chung vào sáng ngày 15 tháng 11, hai nước cho biết họ sẽ thành lập một nhóm làm việc về hành động vì khí hậu, tập trung vào chuyển đổi năng lượng, khí mê tan, nền kinh tế tuần hoàn và hiệu quả tài nguyên, các tỉnh, tiểu bang và thành phố có lượng carbon thấp và bền vững, cũng như là nạn phá rừng. Chuyển qua một tin tức khác cũng tại Mỹ. Xe tải đâm xe buýt chở học sinh khiến hơn 20 người thương vong. Theo The Guardian, hôm ngày 14 tháng 11, một vụ tai nạn đường bộ nghiêm trọng đã xảy ra tại tiểu bang Ohio của Mỹ khi mà một xe bán tải đâm vào phía sau xe buýt chở học sinh cấp 3 đang lưu thông trên đường cao tốc. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chiếc xe buýt chở 57 em học sinh và giáo viên khởi hành từ khu học tránh địa phương tại thung lũng Tuscarawas và đang trên đường di chuyển tới hội nghị ở thành phố Columbus. Lãnh đạo ngôi trường chia sẻ rằng, chúng tôi được biết các nạn nhân có thể bị nhiều thương tích nghiêm trọng và đang nỗ lực để tìm hiểu nguyên nhân. Chúng tôi sẽ chia sẻ tin tức ngay khi có thể, bao gồm cả kế hoạch sắp xếp những ngày học và sự kiện sắp tới. Giới chức địa phương cũng cho hay vụ việc khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 18 người bị thương. Đây là vụ tai nạn thương tâm thứ hai liên quan đến học sinh cấp 3 đi trên xe buýt trong năm nay. Vào tháng 9 vừa qua, một xe buýt chở học sinh đi dã ngoại đã lao khỏi đường cao tốc New York, khiến 2 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Chuyển qua những tin tức đáng chú ý khác. Trực thăng Nhật diễn tập đẩy lùi quân xâm lược trên đảo. Vào hôm nay ngày 15 tháng 11, một trực thăng Apache của Nhật Bản đã diễn tập tấn công nhắm vào các lực lượng xâm lược tại một đảo hoang ở tỉnh Okinawa. Đây là một phần của cuộc tập trận 05GX nhằm chuẩn bị cho các lực lượng trên không, trên biển và trên bộ của Nhật trong bối cảnh Trung Quốc và Nga đang tăng cường hoạt động quân sự ở các vùng biển. Cuộc tập trận 05GX còn bao gồm diễn tập phòng không ở phía Bắc Nhật Bản và kịch bản xảy ra các cuộc tấn công vào 5 lò phản ứng hạt nhân, trong đó có nhà máy Fukushima. Vào cuối năm ngoái, thì Thủ tướng Fumio Kishida đã tiết lộ kế hoạch tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng trong 5 năm tới nhằm đối phó với những đối thủ tiềm tàng. Các cuộc tập trận quân sự tương tự sẽ mở rộng quy mô và trở nên thường xuyên hơn. Vào đầu tháng này, khoảng 60 cư dân Tokyo đã tham gia diễn tập sơ tán sau khi mà Triều Tiên gia tăng số lần phóng thử các loại tên lửa.
Đây là cuộc diễn tập sơ tán phòng tên lửa đầu tiên tại thành phố từ năm 2018 đến nay. Mời quý vị cùng chuyển sang phần tin tức tại Việt Nam. Sông Hương vượt đỉnh lũ, người dân Huế cầu cứu lên mạng xã hội. Thưa quý vị, như thông tin chúng tôi đã cập nhật thì những ngày qua mưa lớn, nước dâng nhanh khiến nhiều khu vực tại Thừa Thiên Huế bị chia cắt, việc đi lại trở nên khó khăn. Một số hộ dân có nhà bị ngập nước cao đã phải lên mạng xã hội để nhờ hỗ trợ sơ tán, đặc biệt với những gia đình có người già và trẻ nhỏ. Mưa lũ đã khiến nhiều ô tô tại thành phố Huế bị ngập, chết máy phải lên mạng để tìm kiếm các dịch vụ xe cầu và cứu hộ giao thông để di chuyển phương tiện đến nơi an toàn. Cư dân mạng tại Huế cũng sử dụng các hội nhóm trên Facebook để chia sẻ những số điện thoại đường dây nóng của trung tâm cứu hộ, dịch vụ thuê ghe, đò, v.v. Và nhiều mạnh thường quân cũng chia sẻ số điện thoại để cung cấp nhu yếu phẩm cho những gia đình chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt. Tuy nhiên thì cũng còn những trường hợp khi thấy người dân cần di chuyển bằng ghe thuyền thì nhiều chủ ghe đã tranh thủ thời điểm này để lấy tiền người dân với giá cao. Tại các khu chung cư như là Vicoland, Xuân Phú, Aranza của thành phố Huế đã có hàng chục chiếc ghe được gắn động cơ làm dịch vụ chuyên chở đưa người vùng lũ ra đến nơi an toàn. Mỗi chuyến ghe chở từ 5 đến 7 người, tuy nhiên thì không trang bị áo phao hay thiết bị cứu sinh nào. Những chiếc ghe này hoạt động với đủ mức giá khác nhau, có người phải trả 200.000 đồng cho một hành trình khoảng 500 mét. Với mức giá này, nhưng nhiều người dân cần ra ngoài nên vẫn tranh nhau để được đi trước. Theo như dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài đến ngày 17 tháng 11, mực nước trên các sông duy trì ở mức cao trên báo động 3, gây ngập lụt diện rộng. Riêng trong sáng nay ngày 15 tháng 11 thì nước sông Hương đã vượt đỉnh lũ năm 2020 và vẫn tiếp tục dâng nhanh. Tiếp theo, mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý khác. Đà Nẵng chuyển 80 hectare diện tích đất rừng sang dự án du lịch nghỉ dưỡng. Vào ngày 15 tháng 11, Đà Nẵng đã họp về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng các dự án thuộc huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu. Cụ thể, Đà Nẵng xin chuyển đổi 29,73 hectare diện tích đất rừng trồng được quy hoạch là rừng sản xuất sang mục đích khác tại dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Văn tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ hình thành cơ sở hạ tầng dịch vụ du lịch, đô thị cao cấp, sản phẩm dịch vụ du lịch. Thành phố cũng xin chuyển gần 44 hectare đất rừng sản xuất sang mục đích khác tại dự án khu công nghiệp Hòa Ninh, huyện Hòa Vang. Ngoài ra, thành phố cũng đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất với gần 5 hectare đất rừng trồng sản xuất tại dự án Học Giác số 7 tại Bãi Giác, Khánh Sơn. Ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Chủ tịch thành phố cũng cho biết, thành phố chịu trách nhiệm chính xác về thể loại rừng, tính chính xác trong ranh giới, đồng thời xử lý quyền lợi của các hộ dân được giao khoán đất rừng, quyền lợi sinh kế của họ, có giải pháp thu hồi rừng và tận dụng màng xanh, tránh tình trạng thay đổi quá nhiều đến cảnh quan. Chuyển qua một vấn đề liên quan đến y tế. Trong nghị định sửa đổi mới của Bộ Y tế đã có những thay đổi về giấy tờ khi mà đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Và chúng ta cần lưu ý gì thì hãy cùng tiếp tục theo dõi quý vị nhé. Theo Bộ Y tế, khi đi khám chữa bệnh, người tham gia bảo hiểm y tế có thể lựa chọn xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh hoặc căn cước công dân. Trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên như là hộ chiếu, sổ bảo hiểm xã hội, giấy khai sinh, giấy phép lái xe, v.v. Đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì chỉ phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế. Ngoài ra, tài khoản của người dân đã được định danh điện tử mức độ 2 thì được sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tích hợp trên ứng dụng VNEID để đi khám bệnh hoặc chữa bệnh bảo hiểm y tế. Trường hợp sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 theo quy định tại Nghị định số 59 để đăng nhập ứng dụng VSSID thì có thể được sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tích hợp trên ứng dụng VSSID để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thời gian bắt đầu áp dụng thay đổi này từ ngày 19 tháng 10 năm 2023. Và kết thúc bản tin hôm nay, mời quý vị cùng đến với những thông tin về thị trường. Tại Tiền Giang, phát hiện 15 cụm dịch tả lợn châu Phi. Vào ngày 15 tháng 11, ông Nguyễn Văn Mười, Chủ tịch xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo cho biết, từ ngày 21 tháng 10 đến nay, dịch bệnh tả heo châu Phi đã bùng phát nhanh tại xã này với 15 ổ dịch. Toàn xã có tổng đàn heo là 6.500 con, đến nay đã có hơn 300 con heo bị tiêu hủy với trọng lượng là hơn 16 tấn. Xã Xuân Đông đã lập 4 chốt kiểm dịch tại các đầu tuyến đường vào xã, các ngã 3, ngã 4, giáp danh các xã khác.
các cống đập đều được đóng kín không để mầm bệnh theo dòng nước chảy ra sông Tiền, kênh chợ gạo làm lây lan đến các địa phương khác, thực hiện tốt công tác tiêu độc, khử trùng các chuồng trại còn lại để cố giữ đàn heo. Còn liên quan đến lúa gạo, bước vào giai đoạn thu hoạch nước rút với lúa thu đông 2023, thì nhiều thương lái đã tranh mua lúa với giá là 9.400 đồng 1 kg, tăng gần 1.000 đồng 1 kg so với vụ hè thu. Thậm chí là có thương lái đã đặt cọc mua lúa đông xuân sớm với giá là 9.300 đồng 1 kg. Tuy nhiên, thì nhiều nông dân chưa dám nhận cọc do kỳ vọng giá lúa sẽ còn tăng như từng diễn ra với lúa thu đông vừa rồi. Vâng, và những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tối ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Kính chúc quý vị buổi tối vui vẻ và ấm áp bên gia đình và người thân. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.